sóng vang câu thành lôi hoa. Thức dậy đi, nó thần thần liền sẽ không gian. Con linh già đi dưới quân kỳ, nghe dấu đàn đôn nhớ đời biến thắng. Kính thưa tất cả các quý chiến hữu đã về đây để mừng sinh nhật thứ 59 của binh chủng Hành quân chiến. Cái sự hiện diện của quý chiến hữu cũng như các phu nhân nói lên cái tinh thần đoàn kết huynh đệ chi binh. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả các quý chiến hữu và phu nhân. Hiền! Khai quân hiệu!
theo quân hiệu. Kỷ niệm sinh nhật thứ 59 của binh chủng Thủy Hữu Chiến thì chúng tôi cắt bánh sinh nhật, mừng sinh nhật, mời tất cả các chiến hữu lên. Anh là mẹ này bố thành quân trợ ơi. Thank you, vậy được rồi. Bây giờ mình lấy cái đàn bàn này mình kêu kêu luôn. Có cháu đó. Có cháu nhà bếp mì sao mà. Ăn đâu, đi liền mẫu mà. Vì cùng nhân trước nhà, tôi dùng cái tiếng Đức á. Không uống là không về á. Cái này đây là quá. Bây giờ cu ra thì bắt đầu phải ngoài chế ra cứ mỗi người đi dễ cần bên trước là mình ông cái thịt vàng ông cứ rúi cho cái đám muối xanh này ngoài mà đâu có dám uống nhiều đâu. Dạ. Thầy vợ đi là xong rồi. Hoa. Đi ai hôm qua đó chắc không đi rồi. Ngon rồi quay vợ. Hả? Bây giờ trước tiên đó, theo đúng cái hệ thống quân giai đúng không? Tức là mình là cựu quân nhân vậy, mình là binh sĩ đúng không? Cựu binh sĩ đúng không? Thì mình phải mời ông chủ tịch hội cựu quân nhân trước tiên. Vinh dự không dám nghi lễ, nhưng mà vinh dự là cảm ơn khi nhận cái vinh dự. Cảm ơn anh em, cảm ơn ông bộ trưởng thủ lục chiến anh em, và cảm ơn anh em thủ lục chiến. Cái thủy ba biên tứ của mình ở trong trường. Nên cảm ơn bố là thủ lục chiến. Rồi bây giờ cái người khách quan trọng thứ ba tức là bây giờ như này, chút xíu tôi sẽ trình bày là giới thiệu ông truyền thông này á là một tỷ tài. Cái làm
ăn. Lúc này em thấy anh thanh tao. Nãy là má ông hỏi luôn, tôi mới cái gần em giải quyết thắc mắc. Đi ra ra quét xa tấm hội, vô cái phần kỹ thuật. Coi những cái gì mà mình đi. Tại vì mình nói là cũng tại cho quá đã. Quý Thiên Hữu là lúc nãy chúng tôi họp nội bộ của Hội Thủ Hùng Chiến đó, đã quyết định là sẽ tổ chức Đại hội Thế giới ở Toronto vào 2015. Thì bây giờ trong cái đó thì tất cả anh em đều đoàn kết trong cái tinh thần huynh đệ chí binh, và trong đó giới thiệu với lại ban chấp hành hội cựu quân nhân, thì bây giờ cái ban chấp hành của Hội Thủ Hùng Chiến tụi tôi thì vừa rồi mới bầu lại, thì bây giờ hội trưởng vẫn là tôi, nhưng mà có một người phụ tá hội phó là anh Chí. Rồi hội tức là ngoại vụ và kiêm trưởng ban văn nghệ là Nguyễn Thành Hưng. Rồi bây giờ thư ký là Vũ Xanh Hòa. Thịnh là hội phó của nội vụ và kiêm ủy viên liên lạc viên, và thủ quỹ là Nguyễn Thành Lập. Thì bây giờ tôi cũng xin giới thiệu lại với lại quý vị ở đây, chưa ai biết là hội sở dĩ hôm nay là tôi mời ban chấp hành hội cựu quân nhân đó đến từ ngày cái hội thủ hùng chiến này hoạt động song song với cái hội cựu quân nhân này rất là gắn bó. Thì bây giờ chẳng hạn bây giờ có ông chủ tịch Trần Thiện ấy ai cũng biết rồi, sau khi đó thì Chiến Hữu Thủy, rồi Chiến Hữu Minh, rồi Quang, đó là cái chuyện ngày hôm nay, với lại Mai Khanh thì quá thân rồi, thuộc pháo binh thủ chiến. Thì đặc biệt hôm nay có anh chị Tuyến nữa, cũng là đại diện cho bên đội quân, và một cái người rất khách rất là lạ, và quý vị ở đây là Vũ Xanh, anh chị Phước từ ở Michigan qua hiểm trợ. Cái người mà có thể là sẽ hợp tác với anh Hách để mà nhờ cả cũng như là tổ chức cái đại hội 2015 của Thủ Chiến Thế Giới ở trong đây. Nói thêm mà Phước này chưa có trâu điên như anh không? Không, đây là dân còn hơn nữa cơ. Đây này là truyền thống mà, đây này thuộc loại kêu là, anh biết hồi xưa mà tụi tôi có cái loại mà máy mà 106 á, mà phải có 2-3 cái xe jeep nó đấu vô đó, mà ở trong một cái lữ đoàn để chúng tôi liên lạc thẳng với bộ tư lệnh tham mưu á, với tổng tham mưu hay là chỉ huy của một cái phòng hành quân nào á, là anh ta phụ trách cái đó. Sao hết cỡ quá anh, hết cỡ quá anh. Mà hồi đó là xài 106 á. Thì bây giờ đó thì đúng ngay thì giới thiệu với Hách như vậy đó, thì Hách cũng cố gắng hả? Dạ. Tức là thành hình rồi đó. Dạ. Thì qua kinh nghiệm 2005 mình dạ. Thì kỳ này tương đối là phải rộng rãi hơn. Dạ. Thì chắc chắn là về sau là mình sẽ bàn cái vấn đề chi tiết hơn. Tôi thấy cái ngày mấy tháng mấy năm 2015 không biết, nhưng chưa. Bút ngày cái hậu trường trước thì rồi mới tính ra, chứ còn tới giờ có phân phút không được. Đúng rồi, qua kinh nghiệm, qua kinh nghiệm cả những cái vấn đề cái đó. Đúng năm á. Nhưng mà ý anh em nãy nói với Hách để với chi tiết cũng như là nhờ ban chấp hành hội cựu quân nhân góp ý dùm giờ, tức là một tay đó. Có nghĩa là theo tụi tôi á, ý là cái hội trường 4.300 cao tha là ra xanh bon đó. Dạ, cho đó là lý tưởng. Dạ. Thì là bên anh Hách anh cũng rất rành cái chuyện đó. Nhưng mà tôi cũng xung phong đứng sau lưng anh Hách, nếu mà cần tôi bút cái đó cho đó thì tôi làm cho. Dạ. Dạ vậy, nhưng mà anh Hách thì thuyết anh cũng rất rành cái chuyện đó rồi. Dạ vâng. Nhưng mà tôi cũng xung phong để anh em biết rằng là sự lòng của tôi muốn góp tay vô cho anh em cùng chiến. Bye.
bao năm chiến chinh yêu một đời thủy quân lục chiến, bao năm gió sương yêu một thời đi giữ quê hương, lời thề núi sông còn đó rồi một ngày cuốn theo chiều gió, buông súng ngất ngơ biệt nhau tháng tư đen buồn đau, như bao cánh chim trên dòng đời biết đâu bờ bên. Anh nơi xứ xa, tôi người tù rừng núi không tên. Một ngày thủy quân lục chiến là một đời thủy quân lục chiến, ghi nhớ khúc anh hùng ta làm đuốc soi đường ta. Ngày nào bốn vùng đây đó, ngày nào bên Trường Sơn gió cao hay biến đông giạt rào, màu chiến y không mờ xóa. Bạn bè ai còn ai mất, bạn bè bao người nay phế binh, lầy lất trên quê mình giữa thế nhân lắm vô tình. Mây tan gió yên cho một ngày quê hương bừng sáng, ta đâu nỡ quên khi đồng đội đau xót khôn nguôi. Một ngày thủy quân lục chiến là một đời thủy quân lục chiến, ghi nhớ chiến công ngày qua là máu xương bạn ta.